Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, sáng lập viên phần mềm Dân Trí Shop. Tiếp theo hai video hướng dẫn cách nhập liệu từ file Excel. Tôi làm video này để hướng dẫn các lưu ý để nhập liệu đảm bảo thành công. Để nhập liệu đảm bảo thành công, chúng ta cần lưu ý 3 điểm sau. Điểm thứ nhất, đó là sử dụng file Excel mẫu của Dân Trí Shop. Để sử dụng file Excel mẫu của Dân Trí Shop, các bạn vào website dantrishop.com, vào mục hướng dẫn chọn hướng dẫn phần mềm. Sau đó bạn chọn file Excel của phần mềm bạn cần nhập vào để download về. Ví dụ tôi chọn file Excel từ phần mềm bán lẻ bán sỉ, nhấn download. Phải download file mẫu này và làm theo đúng hướng dẫn của file mẫu. Tôi thực hiện việc download. Trong file Excel này đã có những cái hướng dẫn cơ bản, các bạn có thể đọc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó đã có hai video hướng dẫn để các bạn thực hiện dễ dàng hơn. Lưu ý, các bạn không được tự ý sáng tạo ra cột mới hay sửa tên các cột. Lưu ý thứ hai, để nhập dữ liệu từ file Excel thành công là khi nhập dữ liệu từ file Excel vào phần mềm yêu cầu chọn đọc từ vị trí nào đến vị trí nào, thì các bạn lưu ý. Ví dụ trong file này chúng ta đọc từ ô A15, các bạn phải ghi rõ là A15. Và khi kéo xuống dưới đây thì chúng ta chọn ô M29, các bạn phải ghi rõ M29. Một số bạn lại ghi nhầm, ghi số 15 và số 29. Lúc này phần mềm sẽ không hiểu để load các dữ liệu. Lưu ý thứ ba, khi import bảng giá vào phần mềm. Ví dụ tôi import bảng giá phần mềm bảng giá sỉ ở đây, thì trước khi import các bạn phải nhấn vào chữ lấy danh sách hàng hóa xuống dưới. Tôi nhắc lại, trước khi import các bạn phải nhấn vào lấy danh sách hàng hóa xuống dưới và sau đó chúng ta mới qua nút chức năng hỗ trợ để import như video hướng dẫn thứ hai. Nếu các bạn không nhấn nút lấy danh sách hàng hóa xuống dưới thì khi ra màn hình bán hàng thì giá cả sẽ không được lót ra và để mặc định là bằng 0 đồng. Đến đây tôi kết thúc video các lưu ý để nhập liệu thành công. Còn 3 ý chính. Ý thứ nhất đó là phải tải file Excel mẫu của Dân Trí Shop. Ý thứ hai đó là khi chọn đọc từ vị trí phải cho chính xác. Và ý thứ ba là lưu ý khi import bảng giá vào phần mềm thì trước khi import phải nhấn vào nút lấy danh sách hàng hóa xuống dưới. Chúc các bạn thực hiện việc import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm thành công. Có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với Hiếu thông qua số 0906 799 838. Xin chân thành cảm ơn.